Em lại nhiệt liệt chào mừng toàn thể anh em và bà con làm máy nông nghiệp tiếp tục trở lại với YouTube Cày Chảo Vũ Hải trong buổi chiều hôm nay. Giờ phút này đây thì em đã cẩu được hết hàng lên xe, một đôi bánh bấm, một dàn cày năm chảo lên đường về Hòa Bình cộng với lại duy nhất Vũ Thư Thái Bình. Và đồng nghĩa với lại ở đây nữa thì là một đôi bánh lồng cho máy L128. Em lên đường về với lại xã Láng Giềng là Đô Lương để phục vụ cho bà con trong công tác mùa vụ đang tới. Một lát nữa thôi thì em lại tiếp tục review cũng như là lên cho anh em một đôi bánh lồng cho con 3218. Một đôi bánh lồng cho con 3218. Đây, em đã hoàn thiện đầy đủ đây rồi. Để lên đường về với lại anh em Vĩnh Bảo Hải Phòng cùng làm đất mùa tháng 5 đồng chiêm trũng. Đấy, em chào anh Nguyễn Viết Toan nha. Bóng nước chui. Giời này nó hành lắm đấy chú, đổ dầu ra đấy là tí nó cháy chết đấy. Đây các bác theo dõi video của em thì hãy bấm đăng ký cũng như là theo dõi trang của em để chào đón xem những sản phẩm mới nhất và cũng như là những video xuống ruộng thực tế nhất để anh em được cảm quan. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Kính chúc anh em và bà con sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài và người khỏe máy khỏe. Xin trân trọng cảm ơn anh em đã theo dõi video của em.